Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ cư sĩ Quốc Đạo cùng với cư sĩ Văn Hiếu xin mến chào toàn thể quý bà con cô bác kính mến. Chúc quý vị một ngày thật là an lạc. Dạ kính thưa quý vị, thì bấy lâu nay đệ Hiếu cũng có sự cố, cho nên bây giờ đệ Hiếu cũng trở lại với môi trường đạo, cũng chia sẻ giáo lý cùng với cho quý vị hiểu, đặng để mình cùng nhau đặng tiến bước trên con đường giải thoát. Thì kính thưa quý vị, thì hôm nay cũng may duyên lành thì đệ Hiếu lại nhà để mình tâm sự chia sẻ giáo lý. Thì hôm nay Quốc Đạo xin hỏi đệ Hiếu về một câu rất là gút mắt, không phải trong giáo lý nhưng mà cũng nói về cái việc tu hành. Thì Quốc Đạo xin hỏi đệ là hiện giờ ở trên mạng cộng đồng xôn xao về việc cậu bé 14 tuổi nhà tiên tri quán độ mà tiên tri rất thành công những việc của cậu bé tiên tri, và cậu bé có nói rằng là vào tháng 2 dương lịch tới sẽ có một trận dịch bệnh rất là lớn, có nghĩa là nó gấp nhiều lần cái trận dịch bệnh vừa rồi. Vậy theo đệ Hiếu mình có nên tin cậu bé hay là không, và mình là cái những người tu hành thì mình nên làm gì để vượt qua cái dịch bệnh này, thì xin đệ chia sẻ cho bà con. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Cư sĩ Văn Hiếu và cư sĩ Quốc Tạo kính chào tất cả chú quý vị. Thì kính thưa quý vị, thì cũng rất lâu rồi hai anh em mới có dịp ngồi đây để chia sẻ với quý vị qua những cái mệnh đề, những cái khúc mắc về những cái điều mà đã liên quan đến sấm giảng Phật giáo Hòa Hảo, giống như là hệ tông phái Bửu Sơn Kỳ Hương. Thì kính thưa tất cả chú quý vị, thì Văn Hiếu và Quốc Tạo nơi đây cũng rất là nhớ quý vị. Thì vừa qua chúng ta đã trải qua một cái cuộc gọi là một cái cuộc mà gọi là rất là cực kỳ đau thương và thống khổ, là chúng ta bị chỉ thị 16, bị cách ly ở nhà, bị cơn đại dịch này nó càng quét qua. Thì quý vị biết đó, thì vào khoảng 2 ngày trước thì cũng có là làm cái lễ cho thế chúng sanh thế giới này đó, cũng làm cái lễ tưởng niệm là dành cho những người, những cái nạn nhân đã bị Covid mà mắc đó quý vị. Thì rất là đau lòng. Thì tiếp theo đây thì anh Tạo có hỏi Văn Hiếu qua cái mệnh đề là cậu bé tiên tri. Thì kính thưa quý vị, thì Văn Hiếu cũng học được rất là nhiều, cũng có tìm hiểu qua được cậu bé tiên tri này. Bởi vì cậu tên là cậu bé A Nan, cậu năm nay là 14 tuổi. Trên hình cọ, trên cái thân thể cậu đó có rất là nhiều hình kỳ lạ. Đó, giống như là ơn trên trước điểm cho cậu vậy đó. Thì cậu tiên tri một số điều rất là đúng đó quý vị. Thì quý vị biết đó, thì từ năm bắt đầu năm 2019 đó, thì cái chúng sanh thì bình thường, nhưng mà đột nhiên cậu phát niên tổ ngộ lên, thì cậu tiên tri là sắp đến cái tháng 7 tháng 8 của năm 2019 đó, thì xuất hiện ra một cái cơn đại dịch. Thì rõ ràng quý vị, thì năm bắt đầu năm đại dịch là năm 2019 đó quý vị, thì xuất hiện ra cái cơn đại dịch. Và ngài và cậu bé đó đã tiên tri đúng theo những cái gì mà khoa học đã làm quý vị, đúng cái thời điểm mà có vaccine, đúng cái thời điểm mà chúng sanh chặn được Covid phần nào đó, nó đúng cái thời điểm mà hết dịch này kia luôn. Nhưng mà điều quan trọng sắp đến đây đó, thì cậu bé đột nhiên lại tiên tri là tháng 2 sắp đến là sẽ có một cái cơn đại dịch nữa. Thì tháng 2 sắp đến thì quý vị biết rồi, thì hôm nay là tháng 11, tháng 12 rồi, chắc tầm 2 đến 3 tháng nữa là tới rồi. Như vậy thì chúng ta phải làm sao? Và nếu như có một cái đợt dịch nữa xuất hiện thì chúng ta sẽ đối phó như thế nào? Đối với người đời và đối với người đạo như thế nào? Thì kính thưa tất cả chú quý vị, thì cái việc mà tiên tri đó, thì trên thế gian này chỉ có hai người. Nếu mà nói là hai người á, thì Đức Phật khi xưa Thích Ca Mâu Ni Tự Phụ đó, thì ngài là Phật giáo chủ cõi Ta Bà hiện tại chúng ta, thì ngài được cái danh xưng là vị Phật tại thế gian này. Thì ngài có những cái tiên tri, những cái tiên đoán mà chúng ta thường đọc qua những sách vở đó, thì ngày hôm nay nó lưu truyền thất lạc, nhiều khi nó không thấy, nó mất. Đến người thứ hai á, chính là Đức Thầy chúng ta. Thì Đức Thầy chúng ta quả thật là một vĩ nhân quý vị à. Thầy chúng ta tiên tri chính xác 100%. Những điều mà Đức Thầy chúng ta tiên tri, chúng ta hoàn toàn có thể tin thêm 100%. Còn đến cậu bé 14 tuổi này đó, chúng ta cũng có thể tin theo, hoặc giả là cũng có thể không tin. Bởi vì quý vị biết mà, người phàm mắc thịt mà, nhiều khi là
ăn trên trước nhập vào cái xác của cậu bé này một phần nào đó không chừng. Sau khi tiên tri xong thì người đó, cái ăn trên đi bỏ xác đi cũng không chừng đó, chúng ta không có biết, không có nắm được, cho nên đó, chúng ta vì thế chúng ta không có hoang mang đó. Thì đức thầy chúng ta là một bậc diễn nhân thì ngài tiên tri những cái điều mà quả thật chính xác. Bởi vì thầy cho biết nè, đó là đau nhiều chứng dị kỳ khó kể, sắp từ đây lao khổ đến cùng, kẻ dân gian khó nổi thung dung, người bạo ác không toàn tính mạng. Thì đau nhiều chứng dị kỳ khó kể đó quý vị biết đó, dịch bệnh Covid này thì rõ ràng nó không thấy hình không thấy bóng gì hết, chỉ là hai người tiếp xúc nói chuyện với nhau thôi, mà cái con virus này nó từ cái cuống họng chúng ta, từ cái hơi thở chúng ta lây qua người đó, nó đóng tại cuống họng chúng ta rồi nó sẽ sinh sôi nảy nở ra làm chúng ta bị tắc nghẽn cuống họng, chúng ta chết. Nó gọi là nhiều chứng dị kỳ khó kể. Hay là thầy cho biết thêm là no chiều gọi lại đói mai, dương trần sắp dướng bệnh chờ từ đây. Thì rõ ràng dịch bệnh này là bệnh chờ đó quý vị à, chúng ta không thể nào tránh khỏi được. Bởi vì quý vị biết đó, thì muốn có một cái cuộc sống bình yên đó, thì trước đó dĩ nhiên nó sẽ có một những cái điều mà nó xảy ra, giống như là chúng ta thấy trời sáng, trời trong mắt lành, nhưng mà trước đó đã có một cái cơn mưa rồi quý vị à. Thì rõ ràng trước khi lập cái đời thượng nguồn, trước khi cái hội Long Hoa được khai mở ra, sẽ có nhiều cái cơn sàng lọc, mà đại dịch hôm nay là một trong những cái cơn sàng lọc đó quý vị à. Thì rõ ràng cái không biết đại dịch này từ đâu, rõ ràng nó là bệnh chờ quý vị, bệnh chờ nó xuất hiện, nó làm cho chúng ta náo loạn cuộc sống chúng ta hết. Nó thì cái đợt dịch vừa qua chúng ta nhịn đói 4 năm tháng trời, chúng ta không có gạo, không có cơm ăn, thì chúng ta vẫn sống được. Nhưng mà nếu mà tiếp đến theo đây sẽ có một đợt dịch bùng phát nữa thì chúng ta sẽ làm gì? Dạ thưa quý vị, thì chúng ta sẽ thực hành theo những cái điều mà chỉ dạy của giáo lý đức thầy, đó là bốn cái phương án để chúng ta giải thoát tại khỏi thế gian này và chúng ta chung sống với dịch. Chúng ta cứ việc hòa đồng theo, chúng ta làm theo những cái điều mà đức thầy đã dạy này để chúng ta hoàn toàn có thể an vui nó, để tiếp tục giảng, tiếp tục tăng triển trên con đường giải thoát. Đó là thứ nhất chúng ta phải ăn chay, thứ nhì chúng ta phải làm lành, thứ ba chúng ta phải niệm Phật, và thứ tư chúng ta phải cúng lại. Thì con thưa gì, thì nói về bốn mệnh đề này thì rõ ràng thì đức thầy đã nhắc rất là nhiều từ lúc trước đại dịch cho đến ngày hôm nay đại dịch, thì đức thầy luôn luôn lúc nào cũng nhắc nhở chúng ta, đó là luôn luôn lúc nào cũng nhắc nhở chúng ta, đức thầy luôn luôn mong cầu chúng ta thực hành theo những cái điều này để có thể hoàn toàn đối mặt với tất cả những cái điều mà tai biến tai họa sắp sửa xảy ra. Thì thứ nhất chúng ta ăn chay, thì quý vị biết đó, thì đức thầy dạy là chay 4 bữa ấy là quy tắc của cái khùng chỉ dắt chúng sanh. Vậy thì năm 1939 đức thầy đã dạy như thế, thì có một số đồng đạo ngày nay chúng ta không chịu, chúng ta nói là ăn chay 4 bữa vậy còn 26 ngày kia là ăn mặn, như vậy là lỗ chứ tính không có lời. Nhưng mà thật sự thì cũng có, đó là cũng có một ý, nhưng mà thật sự thì đức thầy dạy chay 4 bữa ấy là quy tắc, thì chúng ta ăn 14, 15, 29, 30. Những người mà lúc giờ xa cơ lỡ dặn, những người mà bức bách về cái cuộc sống gia đình, họ vì nghèo khổ quá họ mới tu, họ chán cảnh cuộc sống giàu sang họ tu, cha mẹ chết con chết này kia đó, họ buồn lòng, họ bức bách, họ không có biết gì hết, nó họ tìm đến cửa đạo chúng ta, thì chúng ta sẵn sàng sẽ nương lòng với họ đó quý vị. Đừng có chấp vào những cái điều đó, bởi vì chay 4 bữa đức thầy đã dạy thì từ từ họ sẽ tăng chuyển lên, họ ăn chay 6 bữa 10 bữa rồi từ từ dẫn đến chay trường này kia quý vị. Đó, cái đó là cái ý của dân hiếu, hiểu như thế thì mong quý vị bổ chính thêm. Vậy thì chay 4 bữa là quy tắc của cái khùng với chúng sanh, thì chúng ta ăn chay theo giáo lý Phật giáo Hòa Hảo, chúng ta cử ra 5 con vật, đó chính là trâu, bò, ngựa, chó, mèo. Bởi vì cử 5 con vật này ra đó, và chúng ta ăn chay theo giáo lý đức thầy, thì quý vị biết đó, cái người ăn chay là họ có cái máu loãng, họ hoàn toàn tránh xa ra cái dịch bệnh này. Bởi vì dịch bệnh này đó là một cái cơn trả quả chứ quý vị à. Bởi vì cái cơn trả quả này là do cái nghiệp lực của chúng sanh gây tạo nên. Bởi vì quý vị biết đó, chúng sanh, đức thầy cho biết nè, chúng sanh ngang ngược làm liều, ngọc hoàng ngày muốn thủ tiêu cho rồi, minh dương khó đứng không ngồi, xót xa dạ ngọc bồi hồi tâm trung, trước đền mắt ngọc đi gân, quý yêu bá tánh biết chừng nào nguôi, làm sao cho dạ được vui, cúi đầu lại Phật cầu xin cứu trần. Thì khi xưa đức Ngọc Hoàng đã muốn vũ sổ tại thế gian này rồi, bởi vì thế gian này ngang ngược làm liều,
Nhưng mà những cái bậc ân trên đó mới xin lại cho Phật để cứu chằn. Cứu chằn một lần nạn tai này thôi quý vị. Thì Đức Thầy chúng ta ngày hôm nay, ngày lâm phàm đúng 7, 7 năm, 10 tháng, 7 ngày thì ngày vắng mặt. Ngày hôm nay Đức Thầy chúng ta đã trên 100 tuổi quý vị. Đó, thì ngày hôm nay Đức Thầy đi lại, đi đã soi dẫn chúng ta. Thì bầy con ngơ ngác chúng ta phải dựa theo giáo lý Đức Thầy để mà tìm hiểu, để mà phổ truyền ra, để mà ban rải ra khắp nơi nơi, để trao đổi với nhau những cái lúc mà Đức Thầy xa vắng. Đó, thì kính thưa quý vị, thì để trở lại cái người ăn chay đó, thì họ có cái máu loãng, họ cái con virus này á, nó không thể xâm nhập vào được. Bởi vì quý vị biết đó, những cái lò hạt nhân mà ở bên Nhật này kia quý vị, thì họ bắt buộc cái công nhân của họ đó, nếu mà muốn vô làm á, làm cái nhân viên á, ở cái hạt nhân, lò hạt nhân đó, thì phải ăn chay 10 năm. Phải ăn chay 10 năm thì mới có thể làm một cái nhân viên trong đó nữa quý vị. Thì rõ ràng cái người ăn chay rất là quý. Mà thầy cho biết thêm đó là chay được tánh, chay tâm mới quý. Đó, thì chúng ta ăn chay từ cái cửa miệng chúng ta, rồi từ chúng ta dẫn đến cái lòng chúng ta chay luôn quý vị. Chúng ta không còn sát giết giặc gì nữa. Chúng ta thương mến loài vật giống như là coi nó giống như là sinh mạng, là bạn bè, là một cái bạn đồng hành của chúng ta tại thế gian này luôn. Đó gọi là cái chay tâm đó quý vị. Và tiếp theo đó chính là chúng ta làm hiền. Bởi vì giáo lý thầy có dạy làm hiền. Thì thầy cho biết là làm lòng hiền, Phật độ khỏi tinh ma. Thì rõ ràng cái người hiền lành, cái người nhân ái, cái người thương người mến vật, thì rõ ràng nó không có gây cái nghiệp quả gì hết. Cái người lúc nào cũng muốn luôn giúp đời, muốn luôn vì đời xả thân tầm đạo. Đó, thì những cái con dịch bệnh này họ không có tạo ác nghiệp với nó. Đó, họ không có làm gì sống sai dai hết. Thì rõ ràng những người hiền lành như thế thì những con dịch bệnh này nó sẽ không có trả nghiệp đến họ. Và thứ ba, chúng ta phải cúng lại. Bởi vì Đức Thầy dạy cho biết là sớm mấy chiều gắn trí nguyện cầu thì sẽ được tòa trương dự kế. Thì chúng ta cầu nguyện, chúng ta chia sẻ những cái điều mà chúng ta đã biết về Phật học, ban rải khắp nơi nơi. Bởi vì biết đó, trong cái bài Tây Phương Ngũ Nguyện đó, từ cái nguyện mà thứ nhất cho đến nguyện thứ năm, thì rõ ràng có những cái nguyện dành cho cửu quyền thất tổ, có những cái nguyện dành cho cha mẹ hiện tiền, có những cái nguyện dành cho cha mẹ quá khứ, và đặc biệt có cái nguyện thứ tư, đó là Nam Mô Tứ Nguyện Cầu Ba Tánh Vạn Văn Từ Tâm Bác Ái Giải Thoát Mê Ly. Thì quý vị biết đó, nếu như mà ba tánh vạn văn từ tâm bác ái rồi, có lòng từ bi rồi, giải thoát được cái sự mê ly, cái sự lầm lạc tại thế gian này, thì rõ ràng họ cái con dịch bệnh này nó sẽ không có lây lan, không có truyền nhiễm nữa. Bởi vì không có tạo ác nghiệp, ba tánh vạn văn đã giải thoát được cái sự mê ly, cái sự sai lầm rồi, thì không có tạo ác nghiệp nữa, cho nên là không, sẽ không có xuất hiện cái cơn dịch bệnh nữa. Thì em cháu tin rằng chúng ta cúng lại hàng ngày, chúng ta quỳ, chúng ta cúng lại hàng ngày, chúng ta đọc những cái nguyện đó âm thầm trong lòng chúng ta. Nhưng mà em cháu tin rằng ở phương xa, ở mười cõi Phật này kia đó quý vị, thì cũng chứng được cái lòng chúng ta. Chúng ta nguyện giá cho tất cả chúng sanh ở đây dạy từ tâm bác ái giải thoát mê ly, thì chúng sanh không còn lầm lạc nữa, thì sẽ không có những cái con dịch bệnh này xuất hiện nữa, sẽ không có bất kỳ một cái thiên tai địa ách nào luôn quý vị. Em cháu khẳng định là như thế. Bởi vì sở dĩ có những cái dịch bệnh sóng thần động đất, hoặc dạ, sóng thần động đất, rồi thiên tai địa ách này kia đó, đó là chính là do cái loài người gây tạo ra quý vị. Bởi vì quý vị biết đó, thì đâu phải đang không có lũ lụt. Bởi vì con người thì phá rừng, phá cây cối này quý vị, lên gần đốn củi đống cây đó, phá một lần mấy ngàn hecta gần đất này kia đó, thì những cái cơn mưa đó, mưa từ trên núi chút xuống đó, thì đâu còn cây cối nữa đâu, cho nên mưa nó tràn xuống cái gì đó, thành ra lũ lụt hoài à. Đó, và sóng thần cũng vậy, hoặc giả là rất là nhiều những thiên tai địa ách mà do con người gây tạo ra mà chúng ta không có biết, hoặc giả là ô nhiễm không khí nè. Đó, thường thường là những cái nhà máy, nhà lò nguyên tử hạt nhân này kia đó, họ xả ra những cái chất độc, những cái chất mà độc hại cho con người, hàng ngày con người hít thở vô, đó là gây tạo ra ô nhiễm không khí. Thì đó, đó là những cái điều mà do con người đã gây tạo ra mà chúng ta không có biết. Chúng ta đổ thừa là dịch bệnh này kia, thật sự dịch bệnh đó là một cái bệnh chờ, cái bệnh đã thiên tai đã sắp sẵn bài rồi quý vị, chúng ta không thể đường nào mà chúng ta tránh khỏi hết. Đó, thì ngày hôm nay cái người tu hành, cái người biết đạo chúng ta thì cần phải làm theo những cái điều này. Và điều cuối cùng chúng ta quan trọng cốt lõi nhất, đó chính là phương pháp niệm Phật. Bởi vì kính thưa quý vị, thì niệm Phật
Thì Đức Thầy cho biết là, tức là trong cái giảng xưa cho biết là niệm Phật có bốn thần linh thường thường ủng hộ quanh mình một khang, hay là chữ lục tự trì tâm bất diễn thì long nguyên có kẻ của mình, hay ông giả là niệm cho tà quỷ dậy thì gian ra. Thì chúng ta niệm Phật, chúng ta có cái ánh hào quang, chúng ta có quang minh sáng lọi quý vị, chúng ta ngồi niệm Phật như vậy đó, thì những con dịch bệnh, những con virus này nó không có lây lan gì được chúng ta hết trơn á. Nhưng mà chúng ta nó đi phải nó lại, chúng ta phải niệm Phật có thành tâm, phải một lòng chí thiết chí cầu chúng ta hòa quyện với chư Phật, chứ không phải chúng ta cứ niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật mà chúng ta cái lòng chúng ta hướng về đâu thật sự nó không có được. Bởi vì niệm như thế con nít nó niệm cũng được đúng không quý vị, nhưng mà niệm này quan trọng là chúng ta phải đồng thinh tương ứng, đồng khí tương cầu với Phật, chúng ta phải hòa quyện vào Đức Phật đó, chúng ta mới mượn từ bi bác ái của Ngài, mượn tứ vô lượng tâm của Ngài để chúng ta đối đãi với tại thế gian này. Thì cái những niệm Phật đó nó mới thành tâm cái gì à nó. Với lại chúng ta không phải chúng ta thử thách, thử thách có nghĩa là sao, chúng ta nói ông nói niệm Phật không có dịch bệnh gì, tôi nhốt ông với cái người niệm Phật cho virus đó trong cái nhà nó coi hai ông nói chuyện nhau có lây không, dĩ nhiên nó lây đó. Chúng ta không phải niệm Phật mà thử thách như thế. Thì ngày hôm nay dân hiếu cũng gặp rất là nhiều cái trường hợp như thế, thì có một số đồng đạo mới vô quy y quý vị, thì cũng có cúng lại, cũng có ăn chay, cũng muốn chứng tỏ chúng ta muốn thành đạo mau đây kia đó. Thì lại mấy cái chỗ mà đông người đó, mấy chỗ mà người ta quýnh cờ quýnh bài này kia đó, thì lại đó nói đạo này kia không à, nói đạo nói này nói kia, nói rất là hay, nói lạ lùng gì đó. Cái đầu gặp cũng gặp những người chướng ngại quý vị, gặp những người mà ta không có hiểu đạo đó, ta không thử thách, người ta nói vậy ông nói đạo này kia hay quá ông, vậy tôi tán ông không dặn nha. Cái người nói đạo nó anh cái việc tán đi, cái ông kia đứng dậy tán một cái bóp trong dấu bằng mày chưa đó. Thì sau cái khoảng thời gian như thế đó, thì em cháu được cái biết thêm thông tin là cái anh mà nói đạo như thế đó thì anh gớt luôn, anh không còn ăn chay, anh không còn cúng lại, anh còn không còn tu nữa. Thì như thế nó tạo ra một cái sự khó khăn cho chúng ta, bởi vì đạo á, thì đạo là đạo vô vi của Đức Thầy dạy chúng ta, bởi vì đạo vô vi của Phật ăn cần nói theo Chí Thích Ca ngày trước đó. Chúng ta cứ giữ trong lòng chúng ta cứ thể hiện ra bên ngoài bằng cách chúng ta làm giống như anh Tạo có một số clip rất là hay, đó là chúng ta làm từ thiện, chúng ta phóng sanh, chúng ta giúp đỡ những người hoạn nạn khó khăn, chúng ta tiếp đỡ nhau trong cái việc quan hôn tang tế đó. Đó là những điều mà anh em nơi đây sẽ cố gắng làm để đền đáp lại những cái công ơn, những cái tấm lòng yêu mến của tất cả chư quý vị nơi đây để dành cho dân hiếu và quốc tạo. Thì kính thưa quý vị, để trở lại cái phần mà cậu bé tiên tri này đó, thì dân hiếu có nêu một cái ý kiến này, đó là chúng ta có thể tin hoặc giả là chúng ta không tin, mà đặc biệt chúng ta đừng có rộ tin lên, chúng ta đừng có làm hoang mang cái dư lòng, cái dư luận. Bởi vì quý vị biết đó, chúng ta sống trong một cái xã hội ngày hôm nay đó, nó thì quý vị mà làm rộ cái tin này lên đó thì nó làm gối loạn cái lòng dân, cho nên pháp luật này kia nó ảnh hưởng đến chúng ta, ảnh hưởng tới cái đời sống, ảnh hưởng tới cuộc sống tu hành chúng ta. Mà hôm nay chúng ta nếu đã biết được rồi, nếu như chúng ta tin thì chúng ta giữ trong lòng chúng ta đừng có tiết lộ ra ngoài, hoặc giả chúng ta không tin thì chúng ta cũng giữ trong lòng chúng ta đó. Thì chúng ta làm theo những cái điều mà Đức Thầy đã dạy để có thể tấn triển hình con đường giải thoát đó.